Mới đây tại cảng quốc tế Chimaling thuộc cụm cảng Cái Mép Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa chào đón siêu tàu container MV OOCL Spain với sức chở 24.188 TEU trên chuyến hành trình đầu tiên kết nối Á Âu. Với sức chở lên đến 24.188 TEU với tổng chiều dài khoảng 399m và rộng 61,3m, OOCL Spain được xếp hạng là một trong những siêu tàu container lớn nhất thế giới và là tàu container lớn nhất từ trước đến nay cập hệ thống cảng Việt Nam. Chuyến tàu vào cảng Cái Mép đã bốc xếp khoảng 2.000 TEU hàng hóa. Việc siêu tàu container OOCL Spain lựa chọn cảng Chimalink là một điểm kết nối tin cậy trong tuyến dịch vụ, một lần nữa khẳng định năng lực của cảng trong việc tiếp nhận các thế hệ tàu container lớn nhất thế giới hiện nay, đồng thời củng cố hơn nữa vai trò quan trọng của cụm cảng nước sâu Cái Mép trên các tuyến hàng hải xuyên châu lục.